Càng gần đến khi mùa giải khép lại, những tin tức về thị trường chuyển nhượng ngày một xuất hiện nhiều hơn. Ngoài việc tìm kiếm những tân binh chất lượng, Erik ten Hag cũng cần phải nhớ đến những cầu thủ đang đi tu nghiệp ở câu lạc bộ khác. Ông phải đưa ra những đánh giá nhằm quyết định tương lai của họ tại sân Old Trafford, đồng thời tính toán kinh phí mà đội bóng có thể thu về nhằm hướng đến việc đàm phán những mục tiêu ở phiên chợ hè sắp đến. Và khi mùa giải đang dần đi đến giai đoạn quyết định, quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua những cầu thủ đang được Man United cho đi du học tại các đội bóng khác và xem họ đã thể hiện ra sao trong màu áo mới, đồng thời dự đoán tương lai của những nhân tố này tại nhà hát của những giấc mơ. Kể từ ngày chiến lược gia người Hà Lan ngồi lên ghế thuyền trưởng tại Man United, ông đã tiến hành nhiều cuộc cải tổ trong đội bóng. Từ lối chơi, tư duy chiến thuật đến cả nhân sự trong đội hình, 6 tân binh đã cập bến Old Trafford vào mùa hè, cùng với đó là 3 tân binh vào mùa đông, đã và đang thể hiện khá tốt trong màu áo đỏ. Đồng thời Quỷ Đỏ cũng đã để nhiều cầu thủ đi tu nghiệp ở các đội bóng khác nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. Trong số đó, chúng ta có thể kể đến một vài nhân tố quen thuộc đã nhiều lần xuất hiện trong đội hình như Eric Bailly, Alex Telles, Dean Henderson, Amad Diallo, cùng với đó là 6 tài năng trẻ giàu triển vọng Matej Kovar, Hannibal Mejbri, Alvaro Fernandez, Ethan Lair, Charlie Savage và Sola Soratire. Bây giờ, hãy cùng điểm qua màn trình diễn của họ trong thời gian qua và liệu có cơ hội nào để tất cả trở lại Old Trafford và chiếm được lòng tin nơi Erik ten Hag. Eric Bailly, ngôi sao người bờ biển Nga đã từng là nhân tố rất được kỳ vọng dưới thời của Jose Mourinho cũng như Ole Gunnar Solskjaer, nhưng chấn thương cùng với việc thiếu sự ổn định đã khiến anh không thể có được chỗ đứng trong đội hình chính. Và Erik ten Hag đã quyết định đẩy anh đến Marseille theo dạng cho mượn nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. Tuy vậy, khi mà anh chưa giúp ích quá nhiều cho câu lạc bộ nước Pháp thì đã báo hại họ bằng màn trình diễn thất vọng cùng với đó là những chấn thương liên tục. Chính điều này đã khiến anh chỉ có 17 lần ra sân cho Marseille kể từ đầu mùa và chưa có bất cứ dấu ấn nào về bàn thắng cũng như kiến tạo. Theo thông tin từ tờ L'Equipe của Pháp, Marseille có nghĩa vụ mua Eric Bailly nếu trung vệ này chơi đủ số trận trong hợp đồng. Khi đó họ sẽ phải trả cho Man United 6 triệu bảng. Và đội chủ sân Velodrome được cho là không muốn bị ràng buộc với ngôi sao người bờ biển Nga. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không cho trung vệ này chơi đủ số trận để kích hoạt điều khoản trong hợp đồng đã ký. Như vậy, tương lai của Erik Bailly sẽ vô cùng bấp bênh vì gần như anh không còn cơ hội nào để khoác áo Quỷ Đỏ mùa giải tới. Hợp đồng hiện tại của anh vẫn còn thời hạn đến tháng 6 năm 2024 và Man United đã sẵn sàng chấp nhận chịu lỗ để đẩy cầu thủ sinh năm 1994 ra đi nhằm đưa về những nhân tố chất lượng hơn. Liệu đâu sẽ là bến đỗ mới của anh chàng vui tính hài hước này? Dean Henderson. Dean Henderson từng gây ấn tượng mạnh mẽ sau quãng thời gian được cho mượn tại Sheffield United và hứa hẹn sẽ trở thành người chấn giữ khung thành Man United trong tương lai. Tuy nhiên, ngôi sao người Anh đã không thể chiếm lấy suất bắt chính từ tay của David De Gea. Khi chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Henderson lại một lần nữa rời Old Trafford theo dạng cho mượn để gia nhập Nottingham Forest. Sau những màn trình diễn ấn tượng, anh đã bất ngờ dính phải chấn thương và buộc Nottingham Forest phải mang về Keylor Navas vào mùa đông vừa qua. Tuy vậy thì cựu thủ thành của Real Madrid đã thi đấu quá hay và anh đang dần trở thành chốt chặn đáng tin cậy. Và cơ hội để Dean quay lại bắt chính trong phần còn lại của mùa giải năm nay gần như là không còn, dù quá trình hồi phục của anh đang tiến triển tốt. Dù gần như không còn cơ hội dưới thời của Erik ten Hag khi anh đã từ chối trao đổi với ông thầy mới mà quyết định ra đi theo dạng cho mượn, hai ứng viên quyết tâm nhất ở thương vụ này chính là Aston Villa và Tottenham. Theo nhà báo Pete O'Rourke nhận định, Henderson là lựa chọn khôn ngoan trong bối cảnh Aston Villa tìm kiếm mục tiêu để thay thế thủ thành Emiliano Martinez. Martinez nhiều khả năng sẽ rời sân Villa Park vào mùa hè này. Trong khi đó, Man United lại muốn dùng anh như một phần trao đổi trong thương vụ bom tấn với Harry Kane của gà trống. Vì dẫu sao, Dean Henderson chính là cầu thủ có thể mang về số tiền nhiều nhất cho đội chủ sân Old Trafford nếu họ quyết định đẩy anh ra đi. Alex Telles. Alex Telles đã có 28 trận ra sân cho Sevilla ở mùa giải năm nay. Anh đóng góp 3 kiến tạo.
Dù tình hình ở câu lạc bộ đang có phần bất ổn, nhưng cầu thủ sinh năm 1992 vẫn có tên trong đợt triệu tập vừa qua của đội tuyển Brazil. Nhưng quan trọng hơn chính là việc anh sẽ đối đầu với chính Man United ở trận tứ kết Europa League sắp tới. Theo tin từ Estadio Deportivo, Sevilla không hề muốn mua đứt cầu thủ 30 tuổi khi không đáp ứng được mức định giá của Man United. Mặc dù hài lòng với những gì anh ấy đã thể hiện, tuy vậy, cơ hội để tìm kiếm đội bóng mới vẫn mở ra với chàng vũ công Samba khi anh sẽ đáo hạn hợp đồng vào năm tới và có thể đàm phán với bất kỳ đội bóng nào. Sắp tới đây sẽ là màn chạm trán khá thú vị giữa Alex Telles và Quỷ Đỏ ở đấu trường châu Âu và hy vọng rằng hậu vệ của Seleção sẽ được ra sân thi đấu để người hâm mộ có thể chứng kiến anh tiến bộ ra sao trong quãng thời gian vừa qua và liệu Erik ten Hag có phải thay đổi quyết định của mình. Amad Diallo. Trong số những nhân tố được Man United cho đi tu nghiệp, có lẽ Amad Diallo là cầu thủ để lại ấn tượng lớn nhất. Anh đã có 34 trận đấu trong màu áo của Sunderland, ghi được 9 bàn thắng và có 3 kiến tạo. Dẫu cho không còn cơ hội lọt vào vòng playoff tranh suất lên hạng, nhưng những gì mà anh đã thể hiện là rất ấn tượng. Tuyển thủ người bờ biển Nga thi đấu cực kỳ đa năng, không chỉ bó gọn trong vai trò chạy cánh phải, anh còn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một số 10. Nhờ kỹ thuật lắt léo, khả năng truyền bóng ấn tượng và nhất là những pha đi bóng đột biến đã giúp anh gây ra rất nhiều khó khăn cho các đối thủ. Erik ten Hag đã theo dõi sát sao quá trình của Amad Diallo và dự kiến anh sẽ có cơ hội để thể hiện mình vào chuyến tập huấn ở mùa hè tới. Nếu ghi điểm trong mắt của thầy 10, anh sẽ có cơ hội trở lại khoác áo Man United và bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt cho một vị trí đá chính bên hành lang phải của câu lạc bộ. Hannibal Matchbury. Ngôi sao từng ăn tập tại trung tâm PVF của Việt Nam đã trở thành nhân tố trụ cột của Birmingham City mùa giải năm nay. Anh đã có tổng cộng 36 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp vào một bàn thắng cùng với 6 đường kiến tạo. So với Kobbie Mainoo hay Alejandro Garnacho, Hannibal Matchbury cũng được chú ý không kém. Tuy nhiên do đặc thù và tầm quan trọng của tuyến giữa, huấn luyện viên Erik ten Hag không muốn mạo hiểm trao cơ hội cho một cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, Championship là môi trường vừa sức với cầu thủ sinh năm 2003. Cập bến Birmingham City, Hannibal Matchbury ngay lập tức được trao suất đá chính nhờ màn trình diễn ấn tượng ở các đội trẻ của nửa đỏ thành Manchester. Trên lý thuyết, sở trường của anh là vị trí số 8. Tuy nhiên, anh thường xuyên được cho phép di chuyển rộng trên sân. Sẽ không ngoa chút nào nếu nói rằng lối chơi của Birmingham City phụ thuộc nhiều vào phong độ của cầu thủ 20 tuổi. Anh cho thấy sự toàn diện khi vừa đảm nhận vai trò cầm nhịp, vừa có khả năng đánh chặn và thu hồi bóng ấn tượng và cơ hội thể hiện ở đội 1 của Man United sẽ đến với chàng trai người Tunisia vào mùa hè tới khi mà Erik ten Hag nhiều khả năng sẽ gọi anh về lại câu lạc bộ. Alvaro Fernandez. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha đang có một mùa giải ổn định cùng với Preston North End. Anh đã ra sân tổng cộng 36 trận đấu trên mọi đấu trường và đóng góp 5 kiến tạo. Alvaro Fernandez là một hậu vệ trái cực kỳ tiềm năng và anh cũng mới chỉ 20 tuổi. Tương lai vẫn sẽ còn rất dài phía trước. Nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục được cho đi tu nghiệp trong bối cảnh Luke Shaw cùng với Tyrell Malacia đang mang đến sự ổn định trong đội hình hiện tại. Nhưng anh sẽ có thể được điền tên trong chuyến tập huấn của đội bóng mùa hè tới. Ethan Lee. Tương tự Fernandez, Ethan Lee cũng đang đóng một vai trò cực kỳ quan trọng tại Queen's Park Rangers mùa giải năm nay. Anh đã góp mặt trong 29 trận đấu của câu lạc bộ kể từ đầu mùa, gây ấn tượng mạnh mẽ với một bàn thắng và hai pha kiến tạo. Hiện tại, sao trẻ người Anh cũng đang được giới chuyên môn đánh giá như là một trong những hậu vệ cánh phải xuất sắc bậc nhất Championship. Rõ ràng cơ hội của Lee sẽ rất ít ỏi nếu tài năng triển vọng này trở lại Old Trafford vào tháng 7 tới để cạnh tranh với cả Dalot và một bản hợp đồng trị giá hàng chục triệu bảng mới. Nhưng ở độ tuổi 21, Lee vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác và ngay từ thời điểm hiện tại thì khả năng hỗ trợ tấn công của anh đã được đánh giá rất cao. Mate Kova. Thủ thành trẻ sinh năm 2000 vẫn đang là chốt chặn đáng tin cậy của Sparta Praha mùa giải năm nay. Anh đã có 21 trận ra sân trên mọi đấu trường, trong đó có đến 8 trận giữ sạch lưới. Tuy vậy, cơ hội để cạnh tranh một vị trí ở Man United là cực kỳ khó khăn khi thủ môn luôn là nơi cần sự ổn định và Mate Kova vẫn còn quá trẻ để tìm được chỗ đứng tại Quỷ Đỏ. Nhiều khả năng, anh sẽ tiếp tục được mang đi tu nghiệp ở mùa giải tới nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn để dần hoàn thiện khả năng cùng với bản lĩnh của mình. Charlie Savage.
Mùa đông vừa qua, Charlie Savage đã gia nhập đội bóng League One Forest Green Rovers dưới dạng cho mượn trong phần còn lại của mùa giải 2022-23. Thương vụ cho mượn với việc Forest Green được chọn là điểm đến lý tưởng để Savage phát triển và trau dồi tài năng của mình trong khi được ban huấn luyện Man United giám sát và hỗ trợ chặt chẽ. Anh đã có 8 trận cho đội bóng mới và ghi được 1 bàn thắng. Savage có cơ hội ra mắt đội 1 từ sớm, dưới thời của Ralf Rangnick trong cuộc đối đầu với Young Boys tại Champions League. Anh được Ten Hag sử dụng trong trận thắng 4-0 trước Liverpool ở giai đoạn tiền mùa giải và gây ấn tượng với một màn trình diễn đáng khen ngợi. Điểm mạnh của Savage là khả năng thoát pressing, kéo bóng, phát động tấn công. Anh sẽ là tương lai của Man United và nếu Savage được ra sân nhiều hơn thì đó sẽ là điều tốt cho cả hai. Sola Soratire. Tài năng trẻ người Anh đã chính thức rời khỏi Old Trafford để chuyển sang khoác áo Bolton Wanderers theo dạng cho mượn. Dù được huấn luyện viên Erik ten Hag đánh giá cao, nhưng ở độ tuổi 18 thì hiển nhiên Soratire vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Sau 12 trận ra sân cho đội bóng mới, anh đã có cho mình 2 kiến tạo. Dù chưa thể hiện được quá nhiều điều, nhưng việc được thi đấu thường xuyên sẽ giúp Sola Soratire trau dồi thêm kinh nghiệm cùng với bản lĩnh trước khi trở về cạnh tranh cùng những người bạn đang tiến bộ không ngừng. Đó là những thông tin nổi bật về những nhân tố đáng chú ý đang được Man United cho đi tu nghiệp. Các bạn kỳ vọng vào ai nhất trong số họ? Hãy cùng chia sẻ cho chúng tôi biết ở phần comment bên dưới video này. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.